Hi, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 3 các bạn. Thì hôm nay mình xin nói về các bạn bài là các số có 4 chữ số. Thì số 4 chữ số thì nó được đọc như thế nào nha các bạn. Thì trước khi vào số 4 chữ số thì mình lấy một cái ví dụ đây. Đây người ta có một ví dụ đây. Đây là hàng đây. Thì mình đã học rồi, hàng đơn vị nè. Hàng đơn vị là tới hàng gì ạ? Hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè, được chưa? Hàng nghìn người bạn các bạn đang bắt đầu học nha. Thì đặc điểm của hàng nghìn là số có 4 chữ số nè. 1 2 3 4. 4 chữ số nè, được chưa? Hàng đơn vị là 1 chữ số. Hàng chục là 2 chữ số, hàng trăm là 3 chữ số, vậy hàng nghìn là 4 chữ số, được chưa ạ? Thì nhân vô đây các bạn sẽ đếm được đơn vị có bao nhiêu ạ? 1 2 3. 3. Được chưa? Hàng chục bao nhiêu ạ? Một chục, hai chục, vậy là 2. Hàng chục có 2. Hàng trăm bao nhiêu? 1 2 3 4. 4. Hàng ngàn bao nhiêu? 1. Vậy số này chính là 4, 1, 4, 2, 3. Thì đọc là gì ạ? Đọc, bắt đầu các bạn đọc nè. Số này kèm theo hàng, cái hàng của nó 1.420, 20 hay là 20. Thì phần lớn 20 thì người ta đọc là 23. Được chưa? Đơn vị người ta khỏi đọc. Được chưa? Mình đọc lại nha. 1.000, 1.000 nè, 1.000 nè. Mấy trăm ạ? 400 nè. 20 thì mình đọc là 23. Được chưa? 23. Bỏ từ chục đi, bỏ từ đơn vị đi. Được chưa? Rồi, ví dụ như cái bài này. Bắt đầu 2541. Được chưa ạ? Thì các bạn để đọc được cái này thì các bạn phải phân biệt được hàng đơn vị nè. Đơn vị nè. Chục nè. Trăm nè, nghìn nè, được chưa? Rồi các bạn đọc mấy nghìn ạ? 2.000, 2.000, 2.000, tiếp mấy trăm ạ? 500, 500, 4 gì ạ? 4, bỏ đi chục, 40, đọc là 40, 40 mấy ạ? 40, 41, 41, được chưa? 41, 41, được chưa? Đó, đọc theo kiểu người, cái này mình thấy là cái đọc kiểu này đọc theo kiểu người người Bắc á, được chưa? Rồi mình lấy một cái ví dụ tiếp theo nha. 3 6 7 5, được chưa? Rồi bắt đầu các bạn, bước đầu tiên các bạn phải phân biệt được hàng thứ nhất, 5 đơn vị mình viết tắt nha. 7 hàng chục, 6 hàng trăm và 3 là hàng nghìn. Thì các bạn đọc sao ạ? 3.000, đọc nha. 3.670, 70, 75, được chưa ạ? Đó, đó là cách đọc số 4 chữ số nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn còn vướng mắc gì thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Rồi, bye bye.